mời lắm. Hello, xin chào tất cả mọi người, Lucas Seven Vlog. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm mình sẽ đi chơi thành phố Hồ Chí Minh City. Đây là cái tòa nhà gì ta? Mà tòa nhà đọc ấy. Vincom. Rồi, mình vô trong thôi. Coi xuống để đi chụp với anh hai nè, bôi ơi, nắm tay anh hai con ơi. Nắm tay anh hai để qua đường xe không á. Rồi vô đi. Vô cổng này luôn. Còn gọi là gì nữa? Cái từ chung kem dưỡng, nó chỉ là dưỡng thôi. Còn một cái từ chung nữa của mỹ phẩm lại là Zara. Vậy là nó dẫn con cái đường đi lại đây. À, vậy là cái chỗ. Vậy là cái chỗ hồi nãy mình vừa vô. Đúng không? Chứ gì nữa? Chỗ hồi nãy mình đi vô á. Mình quay xong mình đi vô. Xong rồi cái em tính đi thẳng xong cái con không chịu, cái con đồ quẹo qua đó. Phải đâu, cái là nguyên cái chỗ sắp đổ mà. Thì là sắp đổ ra ra. À đúng rồi. Ơ ủa vô chứ đi còn chậu. Ơ mình đi làm cái gì ta? Hồi nãy mình đi bên đó đó. Nào thì mình dọc lại đó. Thiệt rồi. Ở trong đây mẹ cũng hay mua đồ cho con xe bên trong này. Dạ. Mẹ cũng hay mua đồ cho xe bên trong này. Khách thôi, mẹ làm miếng đi coi đồ quá. Okay. Coi ơi, mình đi chỗ khác thôi. Coi. Hãy ra chụp tấm hình. Làm con ma nữ căng á. Đứng làm con ma nữ căng. Rồi giờ mình đi đâu nữa? Mình đi vòng vòng tiếp. Khám phá thêm một tòa nữa. Rồi đi đi. Hello, đứng ở đó em quay lại để mày chụp cho tấm hình coi. Ôi ôi, giờ quay mặt qua đây. Tính ra là không có chụp tấm hình nào đẹp luôn. Thôi mình đi. Vòng vòng mọi thứ, bây giờ mình sẽ vô một cái quán và mình ăn. Hello mọi người. Mình sẽ vô cái
vô cái quán tên là Cheesy Thái. Có điều sẽ gọi đồ ăn. Đói quá đói. Ăn thì mình đã ra được cái món. Đã tới thì nha mọi người. Hai món. Thì mình đã ra được hai món. Đây là cơm trái thơm. Đây là ba rọi. Ba rọi như chiên giòn. Đúng rồi, ba rọi chiên giòn. Cái lá chuối rất là đẹp. Nóng. Đúng không? Nó là màu sắc. Vậy là nó giống với lại cái phô mai nha. Giờ mình cứ ăn miếng nha. Đây. Miếng ba rọi nha. Mình ăn nữa nha. Mình sẽ múc cơm ăn thử. Mà nó bẹt. Chỗ bẩn nó tan cái miệng luôn. Có nó là bẩn rồi. Mình đi tiếp nha. Đây là mình thấy được nguyên cái tòa nhà. À đứng uống hay đứng uống. Có con giấy không ạ? Ngọt. Không cần con giấy. Ngọt không sao anh? Ừ. Nhưng mà ngon đã khác.
lùi về dưới tí xíu cho mẹ đi. Ướt áo quá mà. Thôi cô lao cái gì? Mình sẽ định là đi qua cái shop Adidas luôn. Đi tìm Adidas với lại Puma với lại Nike. Yes, Zara nữa. Zara là đồ của tôi. Zara là em cái lần đó. Con cái... coi đi. Trong này có hẳn một cái túi ngủ không à. Con gì? Ui có một cái. Tôi vô thử. Mẹ đang quay cho mình một cái. Không tin nổi đâu mẹ muốn. Vô. Nếu con còn 2 triệu là con dùng hết tiền để con mua cái này. Cái túi ngủ nữa, tấm thảm nữa. Vô. Tính ra là con đang thiếu cái tấm thảm với cái túi ngủ thôi. Ủa nhưng mà liệu con có rồi mà. Yeah. Thì nãy giờ mình kiếm rụng cái chân luôn, không thấy được cái mấy cái shop đó, giờ mình sẽ đi di chuyển qua cái chỗ để đi xe bus vui trần nha mọi người. Bây giờ mình đi thôi mọi người. Xe mua trần, xe bít mua trần ở bên kia rồi. Hai ba xe vậy bên bển. Giờ sẽ đi lại nó đăng ký và lên xe. Ngồi nha mọi người. Let's go. Để bây giờ mình đi lên đây nha mọi người. Lên đây là lên đâu em ơi? Xe bít mua trần. Rồi let's go. Hello mọi người. Rồi giới thiệu đi. Anh nha. Mình là ai? Em của Seven. À, em của Seven. Rồi ok, let's go. Let's go mấy bạn ơi. Lên xe. Mình sẽ đi trên lầu nha mọi người. Có bị gái cho chị. Seven ơi, chờ từ từ Seven ơi. Gói này. Quay cũng từ từ chứ. Mình lựa chỗ mình ngồi đó. Rồi hai để cho mình chụp hình cái nào. Hello. Ok. Trên này xuống đẹp quá rồi. Sẽ Vân có thể giới thiệu chuyến đi không? Rồi. Ủa gật rồi lắc là sao? Thở. Không, không đi hết. Tính ra là cũng đâu có biết cái gì để nói được, đúng không? Chị Thắng. Đâu? Bữa nào cũng đi không? Sẽ Vân giới thiệu là đang dừng ở đâu đi? Sẽ Vân ơi. Đó, con anh dừng ở bưu điện. Đâu, chỉ ba coi. Rồi, bên đây là gì? Đố xe bên. Nhà thờ. Nhà thờ Đức Bà. Cầu gì nè, cầu gì, cầu vượt.
gì nữa không? Cái này là 33 vòng. 33 vòng hồi xưa là cao nhất. Vì sao có gió? Hai ly trà tắc. Ba ly trà tắc lận.
Trả lời bài đó hả? Con xin bắt kèm đường. Em qua đường lấy ba con ra quay ba đi chặt. Hay đi chặt tắt. Trả lời khá là hôn. Ừ đúng. Chậm đàn. Với mình chở anh mà. Con mời gì thế? Mời buồn và ăn cơm đồ ăn gì không? Mời anh Sa Vân. Của mẹ mình đã ra trước. Đây là của mẹ mình. Mình chưa ra. Của mình là thập cẩm chắc là nhiều nhất luôn. Tại mình thấy nó đắt nhất luôn. Gần 100 ngàn một phần. Đây. Trước bà rất là vượng luôn rồi. Cho mình xin phan điểm mà mình ăn thưởng thức rồi mình cho mình xin phan điểm đi ạ. Tính ra mình xin phan điểm xong cái ngồi im ru. Ngồi điểm. Đây sứ mạng đặc biệt. Nên chờ hơi lâu ha. Đặc biệt nữa. Đúng rồi, đặc biệt. Phô mai đồ luôn ba tay bơ bơ có ăn xúc xích không thì lấy của mẹ nè bơ các bạn. Ôi. Các bạn nhìn bạn Boy nhé, mình mới vừa hỏi bạn Boy là có thang điểm không? Không phải. Rồi Mark, hello, bạn Mark rồi, cho mình xin review. Rất là ngon. Không ngon. Rồi mà 10 điểm. 10 điểm, ok. Mười điểm. Này. Ngoài 10 điểm ra thì mình phải nói cái vị giùm mình đi ha. Mình 10 điểm luôn. 10 điểm nhưng mà nó có vị mặn ngọt chứ là... đúng. Như thế nào để cho người xem người ta biết chứ còn. Thôi bao nhiêu làm gớt cái nước. Sevan nãy giờ Sevan ăn chưa? Sevan cho xin review về cái này gọi là gì? Nãy nói thì quán gì quá đó. Mì... Ờ lộn. Bánh mì chảo ăn mì mặn. Thầy rất là mềm. Hai cái gấm nhỏ cho anh nè. Ngon quá. Quên, phải ăn chung bánh mì. Có được ăn kèm cái gì? Bờ chuối vô nè. Ôi. Nghe hả? Tức là từ sáng giờ mình thấy nghe hả? Không vậy tức là mà quá ngày hôm nay đi ăn là toàn là món ngon không hả? Đúng rồi. Đúng không? Tại 10 điểm. Nhưng mà 10 điểm là biết rồi nhưng mà cũng phải nói cho người xem người ta biết. Đây là MV đúng không? Đúng không? Đúng không? Giờ mình đang đi về vài dạo phố đi bộ để mà chuẩn bị đi về mọi người đi chơi nguyên ngày hôm nay mà cái chân mình muốn rụng luôn. Từ sáng tới tối. Đi con bên này nè con. Hôm nay là thứ ba mà nó được đông như thế này. Không biết thứ bảy chủ nhật như thế nào. Thứ bảy chủ nhật thì ở đây ở đường đây nè con, ở đường đây nè. Là người ta cho đi bộ luôn. Cấm xe vô đúng rồi. Thì đông quá.
thì nguyên ngày hôm nay mình chơi đi chơi muốn rụng cái chân từ sáng tới tối luôn mọi người. Bây giờ đã đến lúc kết thúc clip nha mọi người. Thì ai thích cái clip này hãy cho mình một like, một share và đặc biệt là một đăng ký nha mọi người. Đó thì bây giờ tạm biệt các bạn. Mỏi chân quá.